Không khí xuân đang về trên các bản làng Tây Bắc, nhưng cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 754, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh luôn xác định vui xuân mới không quên nhiệm vụ. Bên cạnh việc quan tâm, chăm lo để sống vật chất tinh thần cho bộ đội, đơn vị vẫn luyện tập sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình mọi mặt, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần giữ bình yên cho nhân dân Vui Xuân đón Tết. Không khí đón xuân mới đã về với cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 1, trung đoàn 754, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Trong tiết trời xuân ấy, chúng tôi cảm nhận tinh thần của những cán bộ chiến sĩ ở các đại đội, trung đội, luôn trong tâm và tư thế, sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán, bảo vệ và phục vụ nhân dân vui đón Tết trong hạnh phúc và hòa bình. Tại điểm cao 874, cán bộ chiến sĩ trung đội phòng không 12 ly 7 luôn chủ động, tích cực hăng say luyện tập các phương án chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu. Mỗi cán bộ chiến sĩ trung đội phòng không 12 ly 7 luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu và cao cả, nhất là trong những dịp lễ Tết này. Chiến sĩ ở trên trung đội súng máy 012-07 thường xuyên luyện tập để bảo đảm cho dịp Tết nhâm dần 2022 để bảo vệ bình yên cho người dân vui xuân đón Tết. Để bảo đảm đón Tết vui tươi, vừa bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, đơn vị đã triển khai các quân đội trực chiến thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, chủ động thời gian phát huy những ý tưởng sáng tạo của cán bộ chiến sĩ lên kế hoạch tổ chức Tết vui tươi, đầy đủ, ấm tình đồng chí đồng đội. Cùng với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy chỉ huy trung đoàn 754 đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ vui xuân đón Tết, củng cố cảnh quan đơn vị, tổ chức tăng gia sản xuất, bảo đảm lương thực thực phẩm, chế độ tiêu chuẩn định lượng cho bộ đội tổ chức gói bánh trưng và các hoạt động vui chơi lành mạnh, các trò chơi dân gian như ném còn, đẩy gậy, múa sạp nhằm tạo không khí đón xuân mới vui tươi ấm áp. Cán bộ chiến sĩ yên tâm tư tưởng công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các cán bộ chiến sĩ còn nhận được sự quan tâm, thăm hỏi động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân. Cũng là một cái đơn vị đã gắn kết rất là lâu năm hay rồi thì năm nay cũng là đầu xuân năm nhân dần năm 2022 thay mặt cấp ủy và tổ dân phố ban công tác mặt trận thì chúng tôi vào xin chúc Tết các đồng chí lãnh đạo và các đồng chí chiến sĩ trong tiểu đoàn bộ binh 1 trung đoàn 54 có một cái Tết rất là vui vẻ nhưng cũng không quên nhiệm vụ 100% cán bộ sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp hạ sĩ quan chiến sĩ trong toàn đơn vị an tâm tư tưởng công tác xác định tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Nhân dân năm 2022. Có thể nói, Tết Nguyên đán nhâm dần năm nay, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 754, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có một không khí xuân mới vui tươi, ấm áp. Xuân vui nhưng vẫn không quên nhiệm vụ cao cả, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân đón Tết. Cũng là niềm vinh dự, tự hào của những người lính cụ Hồ luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.